Bị nọng xương điếp, lúc đất mi tài sống chăn tài khổ là kỹ cần ngài sái hài ngài lai, nhất là rú ký tỉ mi đầy, xe ngòi chướng ký nọng đầy đầy hơn, khi đã qua ký cấp ủy đảng chính quyền ký tổ chức đoàn thể của thành phố Lạng Sơn đã hết sải căn lai cách chăn đầy, nhòm ngòi chướng son cả đầy đến hử ký đất sái mi tài sống chăn tài khổ. Quán này đã chào khoe ngài xe ký nọng đầy rú trang ký tỉ ọn yên, đẩy ngòi chướng mọi mòn, xây cải mã chăn đầy đén. Ban khảm lược ký lan ngài phó tướng đại sở lao động thương binh xã hội hát an pi ban hữu ký lan thấy ngài phó tướng đại khảm đại ký lấy ra sáng cả cách tròi hỏi tèo ký tỷ ngài phó tướng chắc vận nị la trường đã ao lục lan mà khảm sang đại băng tròi ký cha trường nhằng đầy chắc cách ngòi trướng ký lan thấy bần phó tướng lan thuyền lầu ngài phản phả kha lan ngài nở đầy thấy ra cả xa dự ký tói hai hợp sóng kha của lan tai bay sóng rau hất đây hử phả kha thải thó sẽ tròi đây hử kha hay cả mí thải thó la vừa lan cải khẩn sẽ đầy thấy ra phú kha hử lan cả ngày sức thành của lục lâu bắn ổn tinh cần nhằng bắn đo chẳng thế hết ký phản pháp tròi pinh quá khảm pinh khí thấy ra cả hử chắc sừng thì ngài khẩy lèo bây thân tuyến trung ương theo khoái táng tròi đây bình lầu hăn chương trình hầy chăn đây vì mì lai thườn hàng khỏ vận thườn lâu đầy phang tròi ban khảm được hử ký lan thấy ngài phó tướng làm việc nâng trang lai ký việc phang tròi hử lục đất chăn tài khỏ rú tỉnh Lạng Sơn rú thành phố Lạng Sơn có 6 ký lan chăn tài khỏ đại cấp ủy chính quyền tỷ phương ký cấp ngành lồng liêm thân nại xuống thành phố Lạng Sơn mì bác hà liếp lý lan chăn tài khỏ đại băng tròi trang này mì bác lam liếp ất lan ngài phó sướng nắc sang này nhằng lam bác chết liếp hạ lan tuyển khỏ đai ký xã phường xây bao hử thuần thầy ký lan sấy đại băng tròi theo nghị định nhì liếp vi lao xuyên nhì liếp ất của chính phủ đại băng tròi đề đến Phòng Lao động Thương binh Xã hội đã phang Ủy ban Nhân dân thành phố Lạng Sơn tạt óc ký văn bản theo chỉ đạo hất đây việc ngòi chướng đất thái xuống tỷ phương trăng hại lồng thêm chỉ đạo hất đây tảng lò của đảng chính sách của nhà nước ký chương trình của trung ương của tỉnh mường ngòi chướng thon cả đất thái luật đất lấy vi lao xuyên tiếp hốc quy định đất lấy chăn tài khó là cái lan mí táng rú đẩy, mí táng ngòi chướng đẩy đang cáo lầu, mí táng son tập đẩy, leo đầy nhà nước cha lượn mọi cần băng tròi. Cũng theo luật này, đếch lấy chăn tài khỏ để phân bần xếp lý băng. Lên ngòi chướng hử ký lan, ký tổ chức chính trị xã hội đã tấn thành rọn việc mọi cần băng tròi, lấy cái lan bị đẩy tờ rộng hầm đây. Bên cả Sam Dương, băng tròi chèn cú, ngòi chướng băng tròi pháp lý, khi đơn vị đã bị lai cách hát, lấy cái lan đẩy ngòi chướng, băng tròi hơn gì. Cụ thể là chúng tôi đã trang phi thong xiên nhì thiết trí thành đoàn mì ký việc hất vì đếch thái thường khò phần cá hất mô hình dân vận sàm nọng nhìn của hất đoàn mô hình phang ký nọng lục vẹ tứ bươn tham phi thong xiên nhì thiết trí thương bươn trí phi thong xiên nhì thiết chất thằng hại nhằng phấn ký việc hất đai phần cá hất trường khăn quàng đỏ trong cái vấn đề là phòng chống tai nạn thương tích vận động hất theo ban trọng thiệt tứng tổ chức tứng cần cắp sóng tỷ hất nhân đạo nâng thì đã khóa hội chữ thập đỏ thành phố đã cắp việc hất nhân đạo thân ký lan mì tây thồng nhang khò thân ngại lai lan đã đại ký tổ chức ký cần mì tim băng tròi tứ thong pi tham pi thân tiếp pi thọc sừng quán này ký lan đã mì tì bần khẩu ổn thêm thon tư ngoài này ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn mì kế hoạch ngòi chướng mọi mòn thân cần ké pi lục đích cần ngay phó tướng xây ký cần đầy băng tròi xã hội xuống thành phố Lạng Sơn pi lòng xiên nhì liếp lý trang này lục đích đầy lồng lim sáu lai cách băng tròi bệnh cả ngòi hử lặt ngòi hử đây băng tròi nèm tì bao hết đây ăn quyền của lục đích bao ngòi chướng đây hử ký lan sấy tràn đài khỏ lai ký lan mì tỷ thể lớn lim khảo tơi rộng.